Trân trọng kính chào ông bà mục sư quản nhiệm, các vị truyền đạo phụ tá, ban trị sự chấp sự và toàn thể hậu thánh của Chúa tại chi hội Nguyễn Tri Phương. Sáng nay tôi rất vui vì được đến thăm hội thánh và có thời giờ cùng học lời Chúa với quý ông bà anh chị em. Tôi nhận được thư mời của hội thánh và mục sư quản nhiệm và ông cho tôi cái đề tài, câu gốc cũng như phần đoạn kinh thánh. Tôi suy nghĩ một sự quản nhiệm đã ra đề tài rồi chắc phải thực hiện, cho nên tôi cố gắng để suy gẫm phần đoạn kinh thánh này và cùng chia sẻ với hội thánh của Chúa sáng hôm nay với đề tài hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, giống như trong câu gốc ở Galati đoạn 2 câu 6. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Sau năm 1975, tôi được địa hạt lúc bấy giờ ở Bắc Trung Phần bổ đến hầu vị Chúa tại hội thánh Trung Ái, một hội thánh miền quê của tỉnh Bình Định. Dĩ nhiên lúc bấy giờ thì hoàn cảnh hội thánh khó khăn, không có lương hướng và quản nhiệm hội thánh phải tự lo, cho nên tôi phải làm đủ mọi công việc, trong đó có làm ruộng. Chúng ta biết làm ruộng thì rất là nặng nhọc, từ khi cuốc đất cày cấy cho đến khi đã thu hoạch thì phải gánh lúa về. Và ở Bình Định thì người ta gánh lúa bằng cách là phải có một cây đòn gánh dài, rồi khi chất những bó lúa trên những cái dây để các cây đòn gánh ngang qua rồi bó thêm lên, cột lại, rồi mới tự nâng lên, giống như là lực sĩ mà nâng tạ vậy đó, đưa lên rồi để lên vai để mà gánh đi. Và phải làm như vậy mà với một truyền đạo mới ra trường hầu vị Chúa một năm ở tại thành phố Tam Kỳ, rồi vào ở tại thôn quê như vậy, tôi khó gánh lắm. Cho nên gánh bên này, rồi trở qua bên này cũng không được, đến nỗi là gánh ở cái trên vai, riết rồi nó thành nó có một cái cục u ở trên gai luôn. Nhưng mà rất là nặng nề khi gánh lúa. Nghĩa là từ ruộng cho về đến nhà thì phải gánh luôn, chứ không được bỏ xuống thì lúa rụng hết. Cho nên hôm đó tôi gánh một gánh lúa hơi nặng, nặng quá sức của tôi. Nhưng mà tôi cố gắng ráng sức mà gánh. Còn cách nhà chừng khoảng vài 300 mét, tôi muốn quỵ xuống bởi vì chịu không nổi nữa. Nhưng may quá lúc bây giờ có một con cái của Chúa đi ngang qua và thấy tôi trong cái tình trạng như vậy thì nói rằng: "Thầy ơi, để em gánh giùm cho." Thế là anh kê vai vào và gánh thay tôi. Và cái hình ảnh đó làm cho tôi suy nghĩ đến cái đời sống của mỗi con cái của Chúa và chính bản thân. Cái gánh nặng tội lỗi của đời sống của chúng ta thì chính Chúa Giê-xu đã ghé vai, Ngài đã gánh thay cho chúng ta rồi. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho hết thảy tội lỗi chúng ta đều chất trên Ngài. Tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu phải mang lấy gánh nặng đó cho chúng ta. Ngài chịu đau khổ chúng ta, Ngài lại vác thập tự giá để đi lên đồi Gô-gô-tha và sau một đêm bị hành hạ, đánh đập, đau khổ, Chúa phải vác thập tự giá đi nặng nề. Lúc bây giờ có một người tên là Simon, người ở thành Cyrene, là cha của Alexander và Rufu, ở ngoài ruộng về và đi ngang qua đó. Họ bắt ông Simon này phải vác thế cho Chúa, gánh cái thập tự giá giùm cho
Chúa Giêsu để lên đồi Gô-gô-tha và Chúa Giêsu đã phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng Chúa Giêsu đã từng tuyên bố rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh lo âu, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Và mỗi người chúng ta là những người đã tin Chúa Giêsu. Chúa đã gánh nặng, gánh thay tội lỗi cho chúng ta, và chúng ta là những kẻ đã đến bên Chúa. Chúng ta mệt mỏi về tội lỗi, gánh nặng về tội lỗi và cuộc sống. Chúng ta đã đến với Chúa Giêsu và chúng ta đã trút được gánh nặng để được yên nghỉ trong bàn tay của Chúa. Nhờ ai mà chúng ta là những cơ đốc nhân được thoát khỏi gánh nặng tội lỗi? Trong Roma đoạn 7 từ câu 25 trở đi, Sứ đồ Phaolô đã nói đến cái đời sống của chúng ta, một cái gánh nặng về tội lỗi, về một con người cũ và con người mới. Ông đã nói rằng: tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Điều dữ tôi không muốn làm thì tôi làm thì đâu tệ là làm. Điều lành tôi muốn làm thì tôi làm không được. Ông nói vậy thì có cái gì đấy trong tôi? Một cái luật tội lỗi đè nặng trên tôi. Giống như vua David nói rằng: tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi, Ngài và đem tay Chúa đè nặng trên tôi. Nặng nề quá. Cho nên Phaolô cũng đã than lên rằng: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi hay là gánh thế cho tôi thoát khỏi cái thân thể mang lấy sự chết này? Và sau đó Chúa đã nhắc nhở cho ông. Ông nói rằng: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và qua đoạn 8 câu 1 của sách Roma thì ông Phaolô nói rằng: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đối với bản thân của chúng ta, tội lỗi được cắt đi. Nhưng giữa sống, cái cuộc sống giữa trần gian này, trong hành trình đi về thiên quốc, chúng ta vẫn còn có những cái trách nhiệm, những gánh nặng đối với chính mình, đối với anh em, đối với tha nhân. Ở trong Galati đoạn 2, cho chúng ta thấy rằng cái chữ mang lấy gánh nặng cho nhau đó, cái chữ gánh nặng này nó lên một cái gánh nặng ngàn cân mà gánh không nổi. Đến cuối trong câu 5 thì Chúa nói rằng: vì ai sẽ gánh lấy riêng phần này? Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta đều có một cái gánh nặng. Gánh nặng đó trong cái cuộc sống, gánh nặng đó trong bệnh tật, gánh nặng đó trong hoàn cảnh gia đình, mỗi người đều có. Tuy nhiên, có những người thì có thể gánh được cái gánh của mình bình thường. Nhưng mà có những cái gánh mà Chúa đặt để cho người đó như là một gánh nặng ngàn cân, không thể nào gánh nổi. Cho nên cần phải có những anh em mình mang lấy gánh nặng cho nhau, để có thể giúp cho người đó có thể bước đi, có thể sống và cùng dìu nhau trên cái hành trình đi về thiên quốc. Cho nên Sứ đồ Phaolô nói với chúng ta rằng: hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Luật pháp của Đấng Christ là gì? Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ, xin Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 35 36, Chúa nói rằng: ta ban cho các con một điều răn mới, hay là luật pháp mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Nếu các con yêu thương nhau thì tại điều đó thiên hạ sẽ biết các con là môn đệ của ta. Chúa Giêsu ban chúng ta một cái luật mới, tình yêu. Yêu thương đó là cái luật cũ, nhưng mà thi thành cái luật yêu thương đó, đó là cái luật mới. Cho nên mỗi người chúng ta phải biết mang lấy gánh nặng cho nhau để có thể làm trọn luật pháp của Chúa. Có những gánh nặng về tội lỗi, có những gánh nặng về bệnh tật, có những gánh nặng về khó khăn, có những gánh nặng về cái đời sống riêng tư, có nhiều cái vấn đề trong cuộc sống gia đình. Cần có những người có thể giúp đỡ. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 5
câu 1 đến câu thứ 9 có nói đến một người bị bại 38 năm. Và theo như cái dư luận nói rằng ở tại ao Bethesda, ở trong thành Jerusalem, nó có một cái hồ nước. Và theo truyền thuyết người ta nói rằng là thỉnh thoảng có một vị thiên sứ giáng xuống ở trong cái hồ đó làm nước động. Mà ai là người nhảy xuống trước, nếu người bệnh nhảy xuống trước thì sẽ được lành bệnh. Và có rất nhiều người cứ chờ đợi đó. Anh chàng này cũng cố gắng để được người ta khiêng đến để một cái nơi gần bên hồ đó. Nhưng mà anh ta không thể lăn xuống hồ được vì bệnh bại. Chúa Giêsu đi ngang qua hỏi anh ta rằng: "Ngươi muốn gì?" Anh nói rằng: "Con muốn được lành bệnh. Con muốn được thoát khỏi cái bệnh bại này. Nhưng mà con chờ đây lâu lắm rồi. Chờ thử có ai có thể giúp đỡ cho con để có thể khiêng con, mà khi có nước động đó thì quăng con xuống đó để cho con có thể được lành bệnh. Nhưng mà 38 năm rồi không có ai giúp đỡ cho con." Chúa Giêsu động lòng thương và nói rằng: "Hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi." Anh ta gặp Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu mang lấy gánh nặng bệnh tật đó cho anh ta. Có nhiều khi có những cái bệnh tật mà chúng ta không chịu nổi. Chúng ta rất là nặng nề. Hơn một năm trước đây tôi về nhà tôi bị dính COVID-19. Và thưa quý ông bà anh chị em, hai vợ chồng già ở trên một căn gác của Tổng Liên Hội. Không ai thăm viếng, không ai nhắc nhở, bệnh càng ngày càng nặng. Và cái gánh nặng đó làm đè nặng trên tôi. Ước ao có người nào đó gọi điện thoại nói rằng: "Mục sư ơi, bà mục sư ơi, có khỏe không? Hãy chúng tôi đang cầu nguyện cho mục sư đây." Thì có lẽ tôi được an ủi lắm. Nhưng mà lúc đó tôi thấy nặng nề quá chừng. Con cũng như mấy đứa cháu, nó biết rằng cậu hay là bác hay là chú đau, nó chạy tìm thuốc rồi nó chuyển gửi chứ không thể nào đến được để mà có thể giải quyết được thời gian. Có những người cố gắng sau đó giúp đỡ cho tôi để vào bệnh viện. Nhưng mà rồi sau đó thì chính Chúa là Đấng đã chữa lành. Nhưng dù sao, có những người có thể kê vai vào để gánh vác thì tôi cảm thấy được rất là nhẹ nhàng. Ông Gióp là người mang lấy cái gánh nặng về bệnh tật. Bệnh tật cũng như hoàn cảnh gia đình tan nát. Ông cần có người an ủi, gánh vác. Bà vợ của ông đáng lẽ phải là người gánh vác, mang lấy gánh nặng cho chồng. Nhưng bà lại rủa sả. Ông cũng còn trung tín: "Hãy rủa Đức Chúa Trời rồi chết đi." Có ba người bạn nghe tin ông đau, tưởng đến để an ủi ông, nhưng họ đến để lên án ông. Gánh nặng càng thêm chất chồng trên con người của ông Gióp. Tuy nhiên cũng có những con người có thể sẵn sàng để gánh vác cho nhau. Ở trong Tin Lành Mác đoạn 2 câu 1 đến câu 12 kể lại câu chuyện. Lúc bây giờ Chúa đang ở tại thành Capernaum và Chúa đang giảng dạy, có rất đông người đến tham dự. Họ đứng chặt ở trong nhà ở ngoài. Tất cả mọi cái cửa nẻo đều coi như là đầy người hết rồi. Lúc bây giờ có một người bệnh bại, được bốn người bạn của mình khiêng tới để có thể gặp Chúa Giêsu. Và họ đến nơi thì thấy đoàn dân đang bao chung quanh nhà. Bốn người này được biết rằng, tin rằng Chúa Giêsu là Đấng có quyền để chữa lành bệnh cho người bại này. Họ thấy được cái trách nhiệm của mình. Người bại này không thể đi đến được, cho nên bốn người này đồng lòng với nhau để người bại trên cái giường rồi khiêng đi. Họ có lòng yêu thương cái người bạn mình quá. Vì bao nhiêu năm bị bại thì không có làm được việc gì, cuộc sống hết kể như là chết rồi. Họ yêu thương muốn làm thế nào để đưa anh này đến với Chúa Giêsu để Chúa chữa cho. Và khi làm công việc đó,
thì rất là khó khăn. Tôi không biết ở xa ở gần nơi Chúa Giêsu, nhưng mà phải bốn người này phải khiêng anh ta đi. Họ có một tinh thần hiệp nhất với nhau, khiêng đi. Khiêng đi đã khó rồi, mà đến nơi thì không biết làm thế nào để đưa anh ta vào trong cái chỗ Chúa Giêsu đang ngồi giảng dạy. Cho nên họ mới suy nghĩ, cái người nhà của người Do Thái thì nó làm cái mái nghiêng nghiêng, và người ta có thể lên ở mái nhà, có thể dỡ cái mái nhà ra được. Cho bốn người này phải làm cách nào đó để đưa cái người bại này lên trên mái nhà. Đó là một việc rất khó. Bốn người mà phải đưa cái người bại này lên trên mái nhà, rồi dỡ cái mái nhà ra, rồi bốn người đó lấy dây dòng cái giường xuống để cái người đó trước mặt Đức Chúa Giêsu. Họ có một cái sự yêu thương, họ có một cái sự hiệp một, họ có một cái lòng nhiệt thành, và họ cũng có một cái đức tin, tin cậy rằng nếu mà gặp được Chúa Giêsu, người này chắc chắn được chữa lành. Họ tìm mọi cách để đưa người bại đến với Chúa Giêsu, và họ đã làm được, đưa cái người bại đó xuống trước mặt Chúa Giêsu. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, đức tin của bốn người này. Dĩ nhiên là cái người bại cũng có đức tin chứ. Đức tin đến với Chúa Giêsu. Cho nên anh ta để cho những người này đem họ anh đến với Chúa Giêsu. Và bốn người này có đức tin, tin rằng Chúa Giêsu đáng yêu thương, đáng quyền năng có thể làm được việc đó. Nhưng mà cái câu đầu tiên Chúa Giêsu nói với người bại này rằng: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." Cái điều quan trọng mà họ muốn là Chúa Giêsu chữa cho người này được lành. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại nói rằng: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha"? Trước khi Ngài nói rằng: "Hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà." Có hai cái lý do. Thứ nhất, Ngài muốn cho tất cả mọi người ở đó biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Trời đã hạ giáng làm người để mà có thể đem đến sự tha thứ tội lỗi. Ngài có quyền để tha thứ tội lỗi. Thứ hai là Chúa biết rõ cái nhu cầu của người này, nhu cầu sâu xa của người này, đó là phải được tha tội trước. Bởi vì dù là người Do Thái thì họ cũng là con người. Và theo quy định của Đức Chúa Trời đã bày tỏ rằng vì mọi người đều đã phạm tội. Mọi người đều phạm tội, không trừ một ai cả. Và tiền công của tội lỗi là sự chết. Vì đây là một cái điều quan trọng nhất mà họ cần phải giải, Chúa cần phải giải quyết cho người này. Đó là tội của người đã được tha. Rồi sau đó Chúa mới nói để mà kêu người này đứng dậy, vác giường về nhà. Người bại cũng như bốn người khiêng giường này, không ai phản đối về vấn đề Chúa nói rằng tội lỗi người được tha cả. Mặc dầu có những người ở gần đó, những thầy tế lễ, những kỳ thông giáo nói rằng người này là ai mà dám có quyền tha tội như vậy. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng điều này chứng tỏ rằng ta là người Đức Chúa Trời đến, con người sai đến, được Chúa sai đến để mà tha tội cho người ta. Nhưng mà bốn người khiêng ngoài cũng như người bại không phản đối về vấn đề tội lỗi mà Chúa đề cập đến. Họ không nói: "Chúa ơi, bạn tôi là người tốt lắm, anh ta không có làm điều gì gian ác ấy, anh ta đáng được Chúa chữa lành." Thay vào đó, người bại cũng như bốn người khiêng im lặng chấp nhận cái ơn tha thứ tội lỗi của Chúa cho. Bốn người khiêng này không chỉ mang gánh nặng về thể xác của cái người bại nặng nề này, mà họ còn mang cả gánh nặng tội lỗi của bạn mình đến với Chúa nữa. Họ không đến với Chúa với một người mà họ cho là thanh sạch, đạo đức, xứng đáng được Chúa giúp đỡ. Thay vào đó, họ đem đến cho Chúa một người bệnh thể xác và cả bệnh tâm linh, tức là vừa bại liệt vừa là người có tội. Chúa Cứu Thế Giêsu gánh tội lỗi chúng ta trên thân thể của Ngài trên thập tự giá, như điều Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu thứ 24. Và Chúa kêu gọi những người tin hãy yêu thương nhau bằng cách là mang lấy gánh nặng cho nhau. Chúng ta được cứu, chúng ta được Chúa
mang lấy gánh nặng tội lỗi chúng ta trên thập tự giá rồi, thì Chúa cũng muốn chúng ta phải mang lấy gánh nặng trong cái tình yêu thương. Vì ai mang lấy gánh nặng cho nhau, tức là sẽ làm trọn luật pháp của Đức Chúa Giêsu Christ. Cái điều tôi muốn suy nghĩ đây, trong phân đoạn Kinh Thánh ở trong Galati đoạn 6, câu 1 đến câu 5, là cái thái độ Cơ Đốc nhân đối với anh em mình phạm lỗi hay là gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Cái chữ tình cờ phạm lỗi có mang một ý nghĩa là dường như bị sụp bẫy. Bị sụp bẫy về tội lỗi. Ma quỷ nó luôn luôn giăng những cái bẫy để cho con dân của Chúa bị sập vào đó. Cho nên chúng ta thấy có nhiều con cái Chúa, nhiều tôi tớ của Chúa đã bị sập bẫy. Sập bẫy về tiền bạc, sập bẫy về tình dục, sập bẫy về cái lòng mong muốn quyền lực. Và khi mà con người đã đi vào cái điều đó, sập bẫy vào, thì nó sẽ đi dần dần đến cái chỗ là đời sống đó, đời sống đầy dẫy tội lỗi. Con người chúng ta không ai hoàn hảo cả. Người tin Chúa, người hầu việc Chúa cũng có những lúc lầm lỡ, có những lúc phạm tội. Vì vậy thái độ của chúng ta đối với những người như vậy là thế nào? Điều thứ nhất ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta phải thông cảm. Thông cảm với họ. Vì biết rằng chính mình cũng có lúc sẽ lầm lỡ. Cho nên người ta thường có câu nói rằng cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Chúng ta thông cảm với họ vì cảm biết rằng chính mình cũng có lúc lầm lỡ. Bởi vì chúng ta đã được Chúa cứu khỏi địa vị của tội lỗi. Chúng ta được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn sống trong sự hiện diện của tội lỗi. Tội lỗi vẫn còn ở trước mặt chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta không nhờ Chúa để bước đi, thì chúng ta cũng dễ dàng bị sự cám dỗ để trở lại cái con người cũ của chúng ta, để làm cho chúng ta có thể sập bẫy như những người khác. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta phải cẩn thận, phải giữ gìn, ai cũng bị dỗ dành chăng. Thứ hai là Cơ Đốc nhân là người mà ông Phaolô nói rằng anh em là người có Đức Thánh Linh. Người có Đức Thánh Linh là người có lòng yêu thương. Bởi vì trong Galati đoạn 5 câu thứ 22 nói rõ, trái của Thánh Linh đó là lòng yêu thương. Trái Thánh Linh là lòng yêu thương. Cho nên chúng ta phải là người có Đức Thánh Linh, thì chúng ta phải bày tỏ cái lòng yêu thương đó. Trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 8 thì ông Phi-e-rơ nói rằng trong vòng anh em phải có lòng yêu thương, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Chà, chúng ta nghe cái câu này, chúng ta nghĩ ông Phi-e-rơ nói rằng là mình yêu thương thì anh em mình có tội lỗi mình che đi, để cho anh em không bị tố giác, không bị người ta phê phán, không bị kỷ luật hội thánh. Đó. Không có ý nghĩa như vậy. Anh em mình phạm tội không phải là mình cho qua, không phải là mình che đậy. Nhưng đây là cái điều mà ông Gia Cơ giải thích cho cái vấn đề của ông Phi-e-rơ nói. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 19-20. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc xa cách lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Rõ ràng không? Lời Chúa dùng sự thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng mà. Cho nên ông Phi-e-rơ nói rằng phải có lòng yêu thương, vì tình yêu thương là che đậy vô số tội lỗi. Ông nói điều đó thì có nhiều người hiểu lầm là cho qua hết. Không. Nhưng mà ông Gia-cơ nói rằng anh em ai lầm lạc xa cách lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, tức là gánh nặng cho nhau, chia sẻ những điều đó, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi chết và che đậy vô số tội lỗi. Như vậy thì cái thái độ của chúng ta là phải thông cảm,
là người có Đức Thánh Linh thì phải có lòng yêu thương. Thứ hai là trách nhiệm của chúng ta đối với những anh em chúng ta như vậy. Anh em là kẻ Đức Thánh Linh sẽ lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Gánh nặng có thể là những mặc cảm về tội lỗi, có thể là hoàn cảnh khó khăn về đời sống thuộc thể, thuộc linh, hay là bệnh tật mà anh em chúng ta phải gánh chịu. Mang lấy gánh nặng cho nhau, tức là chúng ta giúp đỡ nhau trong cái đời sống thuộc linh và trong cái đời sống hàng ngày. Thay vì chúng ta bỏ mặc hoặc khinh thường hay chê trách người phạm tội, khi chúng ta thấy một người sai lầm, chúng ta thường đã thôi bỏ mặc, hồn ai nấy giữ, hoặc là khinh thường coi người đó là yếu đuối, hay là chê trách người đó không chịu nghe lời. Cho nên chúng ta thường thường có những cái cung cách như thế. Người mang lấy gánh nặng, dĩ nhiên chúng ta không có đồng lõa, nhưng chúng ta phải khuyên, phải giúp đỡ cho người phạm tội ăn năn, giống như ông Gia-cơ đã nói, để từ bỏ tội lỗi, giúp đỡ người đó vượt qua những cái nỗi buồn khổ, giúp đỡ người đó vượt qua những cái cơn bệnh tật hoặc những mặc cảm xấu hổ về cái đời sống của mình. Cho nên muốn mang lấy gánh nặng cho nhau như thế thì chúng ta phải ghi nhớ mình là người có Đức Thánh Linh. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta được làm con của Chúa, như Giăng đoạn 1 câu 12. Là con của Chúa thì có Đức Thánh Linh dẫn dắt, trong Roma đoạn 8 câu 13. Cho nên tấm lòng của người Cơ Đốc là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong mình. Như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 nói rằng, anh em há chẳng biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng anh em. Mà đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Cho nên chúng ta trước nhất để có thể mang lấy gánh nặng cho nhau phải biết rõ rằng mình là người có Đức Thánh Linh. Thứ hai là phải lấy sự mềm mại mà sửa họ lại. Mềm mại cũng là một trái trong chín trái Thánh Linh, trong Galati đoạn 5 câu 2. Và đây là cách áp dụng mềm mại vào đời sống. Sửa lại là mang ý nghĩa đến cái tình trạng, đem lại cái tình trạng ban đầu. Cái động từ này nó có nghĩa là vá lưới, vá lưới. Lưới đã bị rách và phải vá lại như cái tình trạng ban đầu. Dĩ nhiên là ai làm cái nghề chài lưới thì chúng ta cũng biết. Lưới có nhiều khi đánh cá nó mắc cá cũng có, nhiều khi nó mắc gai gốc cũng có, rách. Phải đem về và phải vá lại như tình trạng ban đầu. Nếu không thì chúng ta sẽ không có kết quả khi mà đánh những cái đợt sau. Như vậy thì cái động từ này là giúp đỡ cho nhau để đem lại cái tình trạng lúc ban đầu, như là một người vá lưới vậy. Chúng ta nhớ câu chuyện của ông Anania là một môn đồ ở tại thành Đa-mách. Ông Anania là một trong những người chạy trốn khi mà cơn bắt bớ dữ tợn tại Jerusalem. Với một số tín đồ khác, ông chạy qua bên Đa-mách của Syri ở đó. Và lúc bây giờ thì ông Saul được quyền của các thầy tế lễ đem cái lệnh của họ đến để đến thành Đa-mách để mà bắt những tín đồ cả nam lẫn nữ, trói họ dẫn về để bỏ tù tại Jerusalem. Và trên đường đi đó thì ông Saul thấy một ánh sáng chói lòa đang ngồi trên lưng ngựa, ông té xuống và ông nghe tiếng nói rằng, hỡi Saul, Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Saul nói rằng, là Chúa là ai mà tôi bắt bớ? Chúa nói, ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ đây. Nhưng mà thôi, đứng dậy, hãy đi vào trong thành, sẽ có người giúp đỡ. Và ông Saul không thấy gì hết. Trong 3 ngày, ông không thấy, không ăn, không uống được. Vì một cú sốc rất lớn trên con đường ông đi đến thành Đa-mách. Bây giờ Chúa nói với Anania rằng, Anania ơi, Anania rằng, lại Chúa có con đây. Ngươi hãy đi đến trên một con đường gọi đường ngay thẳng, tìm tên Saul để mà cầu nguyện cho người này, hầu cho người được sáng mắt và đầy dạy Đức Thánh Linh. Ông Anania lo lắm. Con biết người này là người gian ác lắm, hung hăng lắm, đi có đủ thẩm quyền để bắt bớ những người đến đây để mà
những người ở tại thành Đa-mách này để mà trói dẫn về tại Jerusalem. Nhưng mà Chúa bảo ông đang cứ đi. Ông Saul, ông Anania đến để mà sửa lại, theo ý muốn của Chúa, sửa lại, gánh lại, gánh lấy gánh nặng cho ông Saul sau một cú sốc nặng nề như thế. Và chúng ta thấy ông Anania người mềm mại. Ông đến với ông Saul, ông cũng nói rằng anh là cái người gian ác lắm nha, bây giờ Đức Chúa Trời sửa phạt anh ráng anh chịu nha. Nhưng không, ông đến là hỡi anh Saul, hỡi anh Saul, Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây để cầu nguyện cho anh, để cho anh được sáng mắt và được đầy dạy. Mềm mại, sửa lại. Và chính những cái lời êm dịu đó đã làm cho ông Saul thức tỉnh, một con người nhẹ nhàng, mềm dịu, những con người yêu thương như thế mà ta lại bắt bớ sao? Và bắt bớ những người này chính là bắt bớ Chúa Giê-xu. Vì vậy chúng ta thấy rằng ông Saul đã trở thành một cơ đốc nhân, đã trở thành một môn đồ của Chúa, đã trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại bởi cái sự sửa lại của ông Anania, nhẹ nhàng, mềm mại. Tuy nhiên cái người làm công việc này là phải giữ mình. Chính mình anh em phải giữ, e cũng bị cám dỗ chăng? Đây nói về cái người đến để chia sẻ gánh nặng với người khác. Chia sẻ gánh nặng với người khác đôi khi bị cám dỗ để trở thành cái người binh vực cho hành động sai trái, và thay vì đem người có tội trở lại đường chánh đáng, và người đó có thể trở đi vào con đường tội lỗi. Giữ mình có nghĩa là thận trọng. Cái dỗ dành thì mang ý nghĩa cám dỗ. Không một người nào có thể miễn trừ khỏi sự cám dỗ. Vì vậy, với sự cố gắng phục hồi anh em mình, cơ đốc nhân phải cẩn thận giữ mình để khỏi sa vào bẫy lưới của ma quỷ. Đến giúp đỡ cho anh em mà cuối cùng chúng ta trở thành đồng lõa với họ. Đến giúp đỡ anh em mình, chúng ta trở thành những người mà có thể làm cho người đó không trở lại mà mình lại đi con đường chung với họ chăng. Cho nên Chúa bảo chúng ta rằng anh em phải giữ, e cũng bị cám dỗ chăng. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 12 Chúa nói rằng: vậy ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Rồi điểm thứ tư của người mang gánh nặng, đó là bỏ cái tính tự cao tự đại mới có thể cùng mang gánh. Nhiều khi chúng ta cho mình là quan trọng, cho mình là thánh khiết, cho mình là cái người mà có thể đứng trên, không thể không bao giờ ghé vai, gánh vác bất cứ việc gì cho người khác. Thì tôi qua Mỹ, tôi thấy có một đầy tớ Chúa lớn tuổi, hầu vị Chúa nổi tiếng. Nhưng mà khi dọn bàn ăn hay là dọn dẹp, thì ông là người dọn dẹp, ông là người lau bàn, ông là người làm cái việc đó. Tôi đến tôi nói: mục sư ơi, để tôi làm gì? Ông nói: không, việc này việc bình thường thôi. Một đầy tớ Chúa có lãnh đạo, có bằng cấp, có tài năng, nhưng mà sẵn sàng để mà lau bàn, sẵn sàng để mà phục vụ. Điều đó làm chúng tôi rất là cảm động. Không thể nào có cái sự tự cao tự đại như vậy thì mới có thể làm cho công việc của mình được thành công. Khi người tự cho mình là quan trọng, không, người đó không bao giờ ghé vai vào gánh vác bất cứ việc gì cho người khác. Tự cho mình là quan trọng tức là tự lừa dối mình, vì mình không ra gì hết mà cứ tưởng mình là ra chi. Nhưng mà rồi thật ra thì mình tự dối lấy mình mà thôi. Chứ thật ra mỗi người chúng ta đều chẳng ra gì trước mặt Chúa cả. Chúng ta nhớ một câu chuyện ở trong Cựu Ước. Ông Aaron, ông Hur là hai người anh của Môsê. Aaron là anh ruột, Hur theo nhà chép sử Josephus thì nó Hur tức là anh vợ của Môsê, tức là xin lỗi, anh rể của Môsê, tức là chồng của Miriam. Dù hai người là anh, nhưng mà trong cái chiến trận đánh với quân Amalek thì Josué là người lãnh đạo quân đội để tiến đánh, phân chia như vậy. Aaron, Hur cũng như là Môsê lên trên gò nóng.
và họ hiệp đồng với nhau để mà đánh quân Amalek. Môi-se cầm gậy đưa lên thì quân Israel thắng, nhưng mà tay Môi-se mỏi, ông sụi tay xuống thì quân Amalek lại thắng. Cứ giơ tay lên thì thắng, hạ tay xuống thì quân Amalek thắng. Cứ làm như vậy suốt cả gần cả nửa ngày. Càng ngày thì Môi-se càng thấy mỏi tay hơn, đưa tay lên ít hơn. Hai ông này là anh mà, họ có thể nói rằng em mỏi tay thì để cho anh giơ tay, anh sẽ làm việc đó thế cho em chứ, gánh vác cho em chứ. Nhưng mà không, có việc này không phải là cái người thay thế, nhưng mà cái người lãnh đạo đó là Môi-se chứ không phải là A-rôn và U-rơ. Và hai ông này không cho mình tự cao tự đại, bởi vậy cho nên hai ông làm gì? Đi tìm một cái cục đá lớn khiêng đến để Môi-se ngồi cho khỏi mỏi chân. Rồi hai người đứng hai bên, đưa tay Môi-se lên, giữ tay Môi-se, hỗ trợ cho Môi-se, mang lấy gánh nặng cho Môi-se, để rồi chiến thắng quân Amalek. Anh chị em ơi, trong hội thánh của Chúa có nhiều khi đệ tớ của Chúa cũng có nhiều gánh nặng. Đệ tớ của Chúa có những người có người gánh nặng. Đừng bao giờ nghĩ rằng ông không làm thì để người khác làm. Đệ tớ Chúa được Chúa chọn hầu vì Chúa, nhưng mà có gánh nặng gia đình, con cái bệnh tật, công việc hầu vì Chúa, biết bao nhiêu cái vấn đề gánh nặng. Cần có những anh em sẻ chia, cần có những anh em mang lấy gánh nặng cho, cầu nguyện cho đầy tớ Chúa, rồi có thể có những gì phụ giúp cho đầy tớ Chúa. Đừng tự cho mình tự phụ mình giỏi hơn, mình có tài hơn, mình có những cái năng lực hơn để rồi coi thường. Điều đó không đẹp lòng Chúa. Hãy biết rõ những gánh nặng của tôi tới Chúa, công việc của đầy tớ Chúa, hay là những người hầu vì Chúa, dầu là trong cái vai trò một chấp sự cũng có nhiều khi có những gánh nặng nhiều lắm. Lắm khi chúng ta nói phân chia cho ông ráng làm chứ. Không, chúng ta phải góp phần với nhau, chia sẻ gánh nặng cho nhau, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ ban phước cho mỗi chúng ta. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em phải làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Làm trọn luật pháp Đấng Christ tức là chúng ta chia sẻ gánh nặng cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Và cuối cùng, chúng ta nhớ đến ngày của Chúa Giê-xu trở lại. Mọi người đều đứng hầu trước mặt Chúa. Chúa nói với những người bên này nói rằng, hãy vào trong nước Chúa hưởng sự phước hạnh, bởi vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta bị tù các ngươi thăm viếng ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta. Thì những người đó nói rằng, Chúa ơi, con có thấy Chúa lúc nào đói, lúc nào khát, lúc nào đau ốm, lúc nào bị tù mà con giúp đỡ đâu, con chia sẻ gánh nặng đâu. Chúa nói rằng, nếu ai làm cho một người nào trong anh em ta, tức là các ngươi đã làm cho ta. Rồi những người bên này, các ngươi hãy vào nơi khóc lóc nghiến răng, bởi vì ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta đau ốm các ngươi thăm viếng ta, ta bị tù các ngươi không giúp đỡ ta. Họ nói rằng, con có thấy Chúa đói, Chúa khát, Chúa ốm đau, Chúa bị tù đâu mà con làm gì đó. Nếu các ngươi không làm cho một anh em nào trong vòng chúng ta thì các ngươi không làm cho ta đấy. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Luật pháp yêu thương của Chúa, yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh để gánh lấy những gánh nặng cho nhau. Và như vậy, tức là chúng ta đang làm theo luật của Đấng Christ. Và tới ngày cuối cùng, chắc chắn rằng chúng ta sẽ được nghe tiếng khen của Chúa, chứ không phải là cái tiếng chê bai của Chúa. Xin Chúa ban phước ở cùng tất cả anh chị em trong hội thánh. Mỗi người đều có những gánh nặng phải làm theo bổn phận của mình, nhưng mỗi người có thể nhìn thấy những cái gánh nặng ngàn cân đang gánh trên vai của tôi tớ Chúa, cho con cái của Chúa, cho những anh em chúng ta không thể gánh nổi. Chúng ta biết chúng ta có thể đến để giúp đỡ, nâng đỡ, chia sẻ và mang lấy gánh nặng cho nhau. Chúa ban phước cho quý ông bà chị em.